Kính chào quý vị và các bạn. Trong những cái phần bài trước thì tôi đã đề cập với quý vị và các bạn ở những cái phần hết sức căn bản là chúng ta tìm hiểu các cái công cụ liên quan đến cái chúng ta trong cái chuyện tạo hình, chúng ta hiệu chỉnh các đối tượng cũng như là quý vị và các bạn đang khảo sát cái phần gọi là tạo các đối tượng phức hợp, chúng ta gọi là compound object. Thế thì trong phần bài trước tôi đã trình bày với quý vị cái phần là chúng ta làm cái công cụ tạo các đối tượng gọi là đối tượng morph, chủ yếu là để tạo các đối tượng mà chúng ta thực hiện cái phép biến hình, chúng ta morphing. Thế thì trong phần bài ngày hôm nay tôi sẽ lần lượt trình bày quý vị các bạn những cái nội dung liên quan, những cái lệnh còn lại trong cái phần compound Z. Trong đó thì quý vị các bạn sẽ thấy một số cái phần lệnh, thí dụ như cái lệnh scatter, chúng ta gọi là cái lệnh mà cái phần mà gọi là chúng ta tán xạ đối tượng ở trên cái, hay là chúng ta không nói cách nôm na nhất là chúng ta phân bố đối tượng trên cái một cái đối tượng nào đó, hoặc là chúng ta sẽ thấy trong cái phần bài cái hình ngay sau đây là cái chuyện mà chúng ta phân bố các cái cây hoặc là những cái viên đá đó trên một cái bề mặt địa hình chẳng hạn, vân vân. Sau đó thì tôi sẽ trình bày quý vị các bạn những cái lệnh, ví dụ như cái lệnh lốp để nhằm trong cái phần dựng hình, và chúng ta sẽ đề cập đến cái chuyện là chúng ta dùng những cái lệnh mà chúng ta đã học xong rồi để dựng một cái mô hình rất là đơn giản, tôi nhằm mục tiêu là minh họa cho quý vị các bạn cái chuyện là chúng ta dựng cái mô hình đó bằng những cái lệnh chúng ta đã học đó rất là nhanh thôi. Và chúng ta đề cập đến cái phần sau cùng, đó là phần video board, tức là cái phần mà chúng ta xử lý hậu kỳ. Thế bây giờ tôi mời quý vị các bạn chúng ta chuyển sang cái phần mềm 3D Max phiên bản 9 chấm để chúng ta tìm hiểu những cái phần lệnh sau cùng trong cái phần căn bản. Thì quý vị các bạn thấy rằng cái lệnh ở trên, khi mà quý vị các bạn thấy ở trên cái màn hình của chúng ta, thí dụ như trên cái hình này minh họa chúng ta thấy là có cái scatter. Thí dụ như ở đây trên cái hình của chúng ta là chính là cái đối tượng mà quý vị các bạn thấy là đây là cái một cái địa hình. Thực ra thì chúng ta cũng đã biết cách tạo cái địa hình này rồi. Quý vị các bạn thấy là lát nữa tôi có thể là khi mà tôi dựng cái mô hình đơn giản của một cái, thí dụ một cái nhà sàn hay một cái công trình nào đó, vân vân. Quý vị các bạn thấy tôi có thể phân bố cái cây này này hoặc là những cái viên sỏi, những đá này trên cái bề mặt địa hình đó bằng cái lệnh scatter. Thế thì bây giờ chúng ta xem cái lệnh scatter đó chúng ta làm như thế nào. Bây giờ ví dụ như là quý vị các bạn thấy là chúng ta có một cái box để chúng ta click trên cái bảng comment panel ở chỗ này. Chúng ta chọn cái đối tượng rất là đơn giản thôi, chúng ta chọn đó là một cái box. Đó. Thì chúng ta có thể dựng cái box này, quý vị các bạn có thể biết cách để chỉnh cái thông số nó rồi. Thì chúng ta tạm thấy là cái hình này nó, cái đối tượng của chúng ta ở trong cái vùng nhìn, chúng ta thấy là trong cái vùng nhìn perspective đó, là nhìn phối cảnh. Bây giờ chúng ta phóng lớn nó lên, chúng ta chọn Internet kép để phóng lớn nó lên. Thí dụ ở trên cái vùng địa hình này đó, quý vị các bạn thấy nè, cái màu của đối tượng này tương đối là khó thấy, cho nên là tôi sẽ chỉnh nó sang một cái màu khác bằng cách là chúng ta cũng chọn trên cái màu, cái ô màu trên cái bảng lệnh đó, comment panel chỗ này, chúng ta click vào cái ô màu đó, chúng ta chọn một cái màu đó, về màu sáng nào đó để cho chúng ta dễ quan sát. Thì chúng ta cũng đã biết cách rồi, quý vị các bạn thấy là chúng ta có thể di chuột bên cái bảng comment panel này nè, chúng ta chọn và chúng ta tăng cái số segment nó lên đó. Chúng ta có thể để như vậy, thì quý vị các bạn thấy là chúng ta thấy là chiều dài chiều rộng đó, tất nhiên là những cái thông số hết sức cơ bản mà quý vị các bạn đã thấy trong những cái phần bài trước. Tôi chọn trong trường hợp này là cái length segment bằng 5 và cái width segment là cũng bằng 5. Trong trường hợp đó quý vị các bạn muốn thấy thì chúng ta di chuột lên trên cái cửa sổ ở phía trên cái chữ property ở cái góc trái phía trên, chúng ta click chuột phải vào đó và chúng ta chọn ở chế độ là wireframe. Đó thì chúng ta thấy được cái dạng là khung lưới giống như vậy, và chúng ta thấy cái bốc và địa hình chúng ta tạo ra đó nó sẽ được phân bố giống như thế này. Chúng ta thấy là chúng ta chia các cái phân đoạn đó. Chúng ta cũng có thể để cái chế độ là chúng ta click chuột phải, và trong cái quá trình dựng hình thì thường thường người ta có thể là ở dạng là ta để là người ta có thể chọn cái chế độ là add face, tức là vừa có mặt mà lại vừa có cạnh nữa. Thì trong trường hợp này tôi chuyển cái chế độ smooth highlight và tôi chọn lại click chuột phải vào cái chữ perfecti đó, tôi chọn add face. Thì quý vị các bạn thấy là chúng ta vừa có cái ô lưới ở chỗ đó. À, chúng ta vừa có cái ô lưới ở trên cái mặt của đối tượng đó, và chúng ta lại vừa có là cái ở dạng tô bóng. Thế bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân bổ các cái đối tượng lên đây. Ví dụ trong trường hợp là chúng ta cho là cái cây, hay là trong trường hợp này thì tôi cụ thể tôi dùng cái đối tượng đơn giản đó là một cái cylinder, và tôi bắt đầu phân bổ nó. Thế thì bây giờ quý vị các bạn di chuột lên trên cái bảng comment panel bên này này, chúng ta chọn cái trang create và chúng ta chọn ở cái trang đầu tiên là cái geometry, tức là các đối tượng hình học đó. Chúng ta chọn vào trong các cái tạo cái đối tượng, một đối tượng nguyên sinh cơ bản, ta chọn cylinder ở đây. Thế thì cái đối tượng của chúng ta đang được chọn ở trên cái ở đây là chính là một cái cylinder. Thì quý vị các bạn thấy là tôi có thể phân bổ nó lên đây bằng cách là tôi
dùng cái lệnh, tôi dùng cái lệnh gọi là trong cái gọi là cutter, tức là chúng ta tán xạ nó, phân tán nó. Thế bây giờ ở đây cái đối tượng này chúng ta di chuột lên trên cái bảng command panel ở chỗ này này, chúng ta click chuột vào đó và chúng ta chọn trên cái danh sách trải xuống ở đây, chúng ta chọn compound offset. Đó, chúng ta click vào compound offset ở đây. Đó là các đối tượng phức hợp. Chúng ta click vào cái compound offset rồi thì quý vị các bạn thấy nè, cái kế bên cái nút lệnh morph ở chỗ này đó là chúng ta chọn cái scatter. Đó. Với cái đối tượng đang được chọn ở đây là cái cylinder rồi thì quý vị các bạn thấy cái một cái danh sách trải xuống những cái thông số liên quan đến cái đối tượng trong cái phần lệnh gọi là chúng ta gọi là lệnh scatter. Thì chúng ta sẽ thấy nè, bây giờ chúng ta sẽ chọn là trong cái phần pick distribution object thì cái đối tượng mà chúng ta sẽ phân bố là đối tượng này, nhưng mà cái đối tượng mà chúng ta sẽ phân bố cái đối tượng đích á mà chúng ta sẽ phân nhằm làm cái cơ sở để chúng ta phân bố cái đối tượng này thì chúng ta gọi là pick distribution object, chúng ta click vào đây. Nhưng mà trước khi click vào đó thì quý vị các bạn nhìn xuống phía dưới nè, chúng ta có cái phần chúng ta di chuột lên chúng ta thấy là scatter object. Chúng ta thấy nè, ở cái đối tượng nguồn của chúng ta ở trong offset này nè, cái đối tượng nguồn sụt thì chính là cái cylinder này. Chúng ta thấy là đây nó có cái chữ là cylinder. Dưới này chúng ta thấy sụt name chính là cylinder, chính là cylinder. Nhưng mà giờ distribution đối tượng mà chúng ta phân bố đó thì chúng ta pick vào cái hình, chúng ta pick vào cái hình ở đây nè, cái hình hộp ở đây. Chúng ta di chuột và chúng ta chọn trên cái hình hộp đó. Thì quý vị các bạn thấy nè, hiện thời cái đối tượng của chúng ta được phân bố trong một cái ô lưới ở đây. Nhưng mà tại sao nó chỉ có một đối tượng thôi? Thì quý vị các bạn thấy nè, ở dưới này nè, trong cái ở phía dưới chúng ta thấy nè, short object parameter nè, giờ chúng ta duplicate nó, giả sử chúng ta đấy là chúng ta có 10 đối tượng. Thì quý vị các bạn thấy nhìn lại bên cái vùng đồ họa chúng ta có tất cả là 10 đối tượng ở đây. Ha. Bây giờ trong trường hợp 10 đối tượng đó chúng ta có thể là chúng ta có thể chỉnh được cái tỷ lệ của nó vân vân, chúng ta thấy ở cái chỗ này nè nó phân bố trên một tùy theo cái cách mà chúng ta chọn để phân bố. Thì quý vị các bạn thấy nè, chúng ta có thể bằng nhiều cách để phân bố đối tượng. Ví dụ như là trong trường hợp này là chúng ta bỏ cái dấu này đi ha, chúng ta tùy chọn cái gì các bạn thấy là có rất là nhiều thông số. Đó, chúng ta bỏ cái chuyện mà nó phân bố trên từng bề mặt một đó quý vị các bạn thấy. Chúng ta có thể chọn nhiều cách phân bố khác nhau. Đó, hoặc là chúng ta chọn là trên tất cả các cái đỉnh. Là chúng ta quý vị các bạn thấy là cứ mỗi một đỉnh là chúng ta lại có một đối tượng như thế. Như vậy thì đối với một cái mặt địa hình mà tôi sẽ giới thiệu quý vị các bạn ngay sau đây, thì chúng ta có thể là làm một cái đối tượng rất là đơn giản thôi. Có thể là chúng ta tạo một cái địa hình từ cái lệnh tgrain. Chúng ta có thể là dùng cái modifier là display, dùng cái map là display. Hay là chúng ta chỉnh cái đối tượng làm cho cái mặt địa hình đó, cái mặt địa hình đó nó lồi lõm theo ý chúng ta muốn, và chúng ta phải phân bố các cái cây lên trên cái bề mặt đó. Bây giờ muốn làm được điều đó thì quý vị các bạn thấy nè, tôi di chuột lên trên cái phần trình đơn file chỗ này. Quý vị các bạn thấy là tôi cố tình lặp lại những cái chuyện mà chúng ta thấy là nó đơn giản nhưng mà nó sẽ tạo thành thói quen cho quý vị các bạn. Này, chúng ta click vào reset ở đây và chúng ta trả lời no để không lưu cái cảnh này lại, và chúng ta trả lời yes một lần nữa. Thì bây giờ trên cái vùng đồ họa này chúng ta sẽ dựng một cái địa hình, có thể là chúng ta dựng rất là đơn giản thôi bằng cách là chúng ta dùng cái noise hoặc là chúng ta dùng tgrain. Thì trong trường hợp này thì chúng ta click vào một cái box ở trên cái bảng lệnh. À, quý vị các bạn thấy em một cái box giống như vậy. Và tôi dựng lại cái box đó. Đó, tôi dựng lại cái box đó ở đây. Và trên cái box đó bây giờ chúng ta sẽ phóng cái click chuột phải vào cái vùng nhìn property và chúng ta chọn tổ hợp phím là internet kép để chúng ta phóng cái dùng đồ họa nó lớn lên. Thế bây giờ trong trường hợp này đó, trước khi làm chuyện này thì quý vị các bạn thấy nè, tôi sẽ thay đổi các thông số liên quan để tạo cái địa hình này. Cái chuyện này là chúng ta cũng đã làm một vài lần rồi. Thì quý vị các bạn thấy là tôi tăng ở chỗ này nè, cái land segment ở trên cái bảng command panel, bảng lệnh đó, chúng ta tăng nó lên bằng 10. Chúng ta tăng ở đây ví dụ như là đó, width segment cũng lên bằng 10. Và chúng ta di chuột lên cái góc trái phía trên, chúng ta click chuột phải vào đó thì chúng ta chọn là add face. Thì quý vị các bạn thấy là rõ ràng là song song cái với sự tồn tại của cái bề mặt là ở dạng tô bóng của cái địa hình đó, thì quý vị các bạn cũng thấy là cái ô lưới này nó chia ra rất là nhiều, chúng ta đã thấy được đó rồi. Bây giờ đó, chúng ta giả sử là bây giờ chúng ta cho nó cái noise, tức là chúng ta phân bố nó bằng cách là chúng ta cho biến dạng cái địa hình này đi. À, quý vị các bạn thấy thì chúng ta di chuột trên cái bảng command panel bên này. Đây là những cái phần hết sức đơn giản, nhưng quý vị các bạn thấy là nó sẽ là nền tảng để chúng ta mô hình cho cái mô hình sau. Ngay sau đây là một cái mô hình đơn giản nữa. Chúng ta click vào cái bảng modify, cái trang modify
ở trên cái bảng campaign banner, bảng lệnh, chúng ta áp vào đó một cái đối tượng hiệu chỉnh, một cái modifier, chúng ta gọi nó là noise trên cái danh sách này đó, chúng ta chọn là noise. Quý vị các bạn thấy không, có rất là nhiều các đối tượng hiệu chỉnh ở đây, thì tôi sẽ lần lượt trình bày quý vị các bạn một số cái đối tượng liên quan trong cái quá trình điện hình của chúng ta. Chúng ta chọn cái noise ở chỗ này nè, tức là chúng ta tạo nhiễu đó. Thế thì giờ ghế cái noise này nè, thì quý vị các bạn thấy nè, chúng ta có thể đã biết cái chuyện này trong những phần bài trước, chúng ta chọn ở dạng phân thức là fractal chỗ này. Chúng ta có thể tăng cái số xích là các cái đối tượng, một số cái điểm cơ bản để chúng ta thực hiện cái noise đó. Và bây giờ về cường độ thì quý vị các bạn có thể là cho nó theo cái trục Z hay là theo trục Y gì đó vân vân. Chúng ta có thể chỉnh một số giá trị, giả sử trong trường hợp này tôi cho nó là một số cái con số nữa, giả sử tôi cho là 100 theo cái phương Z. Đó. Chúng ta thấy là nó khá nhiều, nhìn qua cái hình này nó biến dạng rất là nhiều. Đó, thì cái địa hình này chúng ta chỉ cần chỉnh lại, thí dụ chúng ta nói là trên cái phần này nè, chúng ta chọn là khoảng bằng 10 thôi. Đó. Thì quý vị các bạn thấy cũng đều tương tự vậy, chỗ Y thì chúng ta cho 10 hay 12 gì đó tùy theo thôi. Và cái phương X thì cũng vậy, tùy theo cái ý mà chúng ta muốn. Với cái địa hình như vậy thì quý vị các bạn thấy là tôi cũng sẽ làm một cái chuyện khác nữa, là những cái viên sỏi đó bằng cách là tôi lại di chuột lên trên cái bảng create, tôi chọn cái đối tượng là một cái quả cầu, là một cái sphere ở chỗ này. Chúng ta click vào sphere. Chúng ta dựng cái quả cầu đó. Thì cái quả cầu này quý vị các bạn thấy là giả sử là chúng ta nhìn thấy cái đối tượng ngay từ cái hình ban đầu, quý vị các bạn thấy là người ta làm những cái viên sỏi ở trên cái ở trong cái giường của chúng ta, những cái viên đá phân bổ trên đó. Thì cái chuyện này chúng ta cũng làm một cách đơn giản. Thí dụ như là chúng ta tăng cái số segment ở chỗ này lên. Quý vị các bạn có thể tăng cái số segment của đối tượng này, cái phân đoạn của cái đối tượng của mình ở đây. Vậy thì chúng ta cũng làm một cái modifier đơn giản nữa, chúng ta di chuột lên cái bảng modifier ở bên này nè. Và chúng ta cũng áp vào đó một cái noise. Trên cái danh sách trải xuống này chúng ta chọn cái noise. Cái này nè, chọn cái noise. Thì với cái noise này quý vị các bạn thấy có một cái ô màu cam, một cái hộp, một hình khung dây ở dạng khung dây màu cam. Đó chính là cái đối tượng đại diện cho cái nhiễu đó. Chúng ta sẽ có cái tên gọi nó là Gizmo. Với cái Gizmo đó thì quý vị các bạn xem, thì tôi có thể chỉnh thay đổi cái thông số để làm biến dạng cái quả cầu này nhằm minh họa là chúng ta làm cái viên đá, viên sỏi đó. Vậy thì trong trường hợp này tôi có vẫn để là ở dạng fractal, và tôi có thể chỉnh cái đối tượng của tôi là, thí dụ như tôi nói là chỗ này là 100 hay là 120 đó, vân vân. Đó, chúng ta thấy ở đây rồi chúng ta cho một số cái giá trị, chúng ta thấy nó biến dạng khá nhiều. Thí dụ như trong trường hợp này tôi cho là 120 luôn chẳng hạn. Hay là chúng ta chỉnh nó lại ở cái giá trị, một số giá trị chúng ta muốn quý vị thích giá trị nào thì chúng ta đưa vào đó thôi. Không vấn đề gì ở đây hết, chúng ta đưa vào đó. Thậm chí là chúng ta nói chỗ này chúng ta cho. Thì chúng ta có được, đây là cái đối tượng mà chúng ta mong muốn. Vậy thì với cái đối tượng đó, quý vị các bạn thấy này.